Về trung tâm của mình thì là về giáo viên ấy, thì hiện tại bé nhà chị đang học với cô Trúc ấy, thì là chị thấy khá là ok. Ban đầu là bé nhà chị không cũng không không thích tiếng Anh lắm đâu, và học cũng được tốt môn tiếng Anh lắm, mặc dù là cái tiền đề của bạn ấy là khá ổn khi bạn đang từ mầm non lên ấy. Thì chị có cho cũng cho bạn ấy học thêm ở trung tâm, thì bạn ấy cũng khá là thích môn tiếng Anh và bạn cũng thi được vào lớp chọn. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy học ở trong lớp dần dần là chị cũng không theo sát được bạn ấy, thì bạn ấy học tiếng Anh bị sút và bạn ấy không thích môn tiếng Anh nữa. Nhưng mà khi mà bạn ấy bắt đầu bạn học tại trung tâm Lam Master bên em ấy, và bạn học với cô Trúc ấy, thì là cái cách dạy của cô ấy vừa là dạy học nhưng cũng vừa như một người bạn ấy, thì là bây giờ bạn ấy rất là thích tiếng Anh và bạn ấy cảm thấy rất là tự tin ấy. Ở trong lớp, ví dụ bây giờ trường bạn ấy dạy học tiếng Anh thì cũng có giáo viên nước ngoài mà, nhưng mà bạn ấy cũng rất thích nói chuyện với giáo viên nước ngoài. Bạn ấy lúc nào bạn cũng cứ vào trước một ít, xong rồi bạn trước vài phút xong rồi bạn lại nói chuyện với cô giáo, mà trước kia là bạn không dám nói đâu. Tức là giáo viên nước ngoài là bạn không dám nói, nhưng bây giờ bạn cứ vào trước xong rồi bạn cũng nói chuyện, nói chung là cũng thấy nói cũng chém linh ta linh tinh đi. Thì chị ấy rất là thích và cũng rất là tự tin môn tiếng Anh lên rất là nhiều. Ở trên lớp từ lớp thì chị cũng thấy là được cô giáo khen. Cô giáo cũng khen thì chị cũng bảo với cô Trúc đấy là chị rất là cảm ơn cô Trúc, bởi vì là nhờ có cô mà con tự tin hơn này, con yêu môn tiếng Anh hơn ấy. Và bây giờ là bạn ấy rất là thích môn tiếng Anh và bạn rất tự tin về về cái môn tiếng Anh đấy. Cần cái vấn đề trực tiếp gì ấy, vấn đề gì ấy thì trong cách dạy thì chị cũng có thể trao đổi được trực tiếp với lại cô giáo ấy. Thực ra như cô Trúc dạy thì chị thấy cũng không vấn đề gì cả. Bởi vì khi con học với cô, kể cả ban ngày con học cả ngày rất là mệt nhá, nhưng mà buổi tối con vẫn không, ví dụ nhiều hôm chị thấy con học rất là mệt, xong cũng rất là nhiều bài tập. Vì là bây giờ các bạn học online với bạn học lớp 3 là học cả ngày rồi. Chị thấy nhiều khi bạn học cả ngày xong rồi tối bạn ấy cũng làm bài tập. Thì chị cũng bảo bạn là nếu con mệt quá thì tối nay mẹ xin cho con nghỉ, nhưng bạn ấy vẫn rất là thích. Bảo không, tối nay lại được gặp cô Trúc rồi, được học tiếng Anh rồi, con không nghỉ đâu. Đấy thì bạn ấy vẫn thích thì không có vấn đề gì cả. Còn nếu như mà cô mà chị mong muốn gì ở cô hơn nữa thì là chị sẽ nói với cô cải thiện vấn đề gì. Vâng, nhà chị giờ khá tự tin, nói tiếng Anh suốt ngày. Ngoài lúc học cùng với cô ra thì tối đến lôi tài liệu ra rủ mẹ chơi trò cô giáo. Thấy con tự giác học tiếng Anh như thế chị rất là mừng. Ban đầu chị tự dạy con nhưng mà do không có chuyên môn và phương pháp nên không có hiệu quả. Sau đó chị lên mạng tìm hiểu rất là nhiều tài liệu, rất là nhiều trung tâm và bây giờ chị đã có phương pháp dạy con hiệu quả hơn rồi. Mỗi tuần chị cho bé học với cô giáo ở Bingo Leader 2 buổi, mỗi buổi 45 phút thôi nên con học rất là tập trung và không bị phân tâm hay là chán. Ngoài thời gian bé học với cô ra, mặc dù chị rất là bận nhưng mà vẫn dành thời gian 20 đến 30 phút để cùng con đồng hành và luyện tập tiếng Anh mỗi ngày. Khi mà con học ở Bingo Leader thì chị nhận được rất nhiều bài học từ vựng này, bài tập về nhà này, video của giáo viên bản ngữ review về các buổi học. Chị không phải lo cái khoản lấy gì dạy con ấy, hay là dạy con như thế nào, cứ như thế yên tâm đồng hành cùng với con thôi. Và khi có vấn đề gì thì chị đã inbox hỏi cô support rất là nhiệt tình. Con được học, bố mẹ cũng được học luôn ấy. Khi bé học đều đặn như vậy và có người đồng hành mà lại là cô giáo có chuyên môn như thế thì con tiến bộ rất là nhanh. Mà kiểu trẻ con học được và để được khen nữa thì lại rất là ham học. Thực sự để bé có được sự tự tin và yêu thích với ngôn ngữ hiện giờ, chị phải cảm ơn Bingo Leader rất là nhiều, bởi vì đã tạo điều kiện cho chị và bé có thể đồng hành cùng với nhau trên con đường chinh phục tiếng Anh. What is this? Rooster. Phải to nào? Rooster. Rooster. What is this? Pig. And what is this? Dog. Dog. And what is this? Horse. 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 The little one, what is this? Mouse, bingo! Xin chào tất cả các bố mẹ. Mình tên là Thái Hà, năm nay mình 28 tuổi và mình là mẹ của một bé trai tên là Tùng Lâm. Nói về tiếng Anh của con thì hiện tại con đã có thể nhận biết và phát âm tương đối là chuẩn xác các cái từ ngữ liên quan đến các chủ đề mà gắn liền với cuộc sống hàng ngày của con, ví dụ như là các màu sắc và số đếm, các phương tiện giao thông, các cái đồ vật ở trong nhà, những người thân trong gia đình. Với kinh nghiệm của mình ý, thì việc dạy một đứa trẻ trong độ tuổi khoảng 3 tuổi như bạn Tùng Lâm thì nó cũng vừa dễ và vừa khó. Nó dễ là bởi vì con đang ở trong cái độ tuổi tiếp thu kiến thức một cách cực kỳ tự nhiên. Nhưng nó khó là bởi vì con vẫn là một đứa trẻ và cái ý thức học tập chủ động của các con là chưa được tốt.
Vì vậy, để có thể dạy tiếng Anh cho một đứa trẻ lứa tuổi này thì thứ nhất là cần có những cái thầy cô mà thực sự là rất là vững vàng và về phương pháp sư phạm cũng như là rất có lòng yêu thương với trẻ em. Thứ hai nữa là cần có sự hỗ trợ các cái giáo cụ, những cái chương trình đầy là màu sắc bắt mắt hoặc là được thiết kế dưới dạng hoạt hình để thu hút sự tập trung chú ý của con. Và cái tiếp theo nữa là bố mẹ cũng như là cái đơn vị giáo dục cần phải biết được lộ trình phù hợp với con ở độ tuổi và cũng như tâm lý của con để không gây cho con cảm giác cảm chán học hay là sợ học. Khi mà mình cho Tùng Lâm học thử một lần với cô giáo ở Window Leaders thì mình đã ngay lập tức nhận thấy con rất là yêu thích việc học và yêu mến cô giáo, và vợ chồng mình đã quyết định là đăng ký cho con ngay. Mình hài lòng ở Window Leaders ở một số điểm như sau. Thứ nhất là mặc dù là lớp học online chỉ là tương tác với cô qua màn hình, thế nhưng các thầy cô rất là giỏi trong cái việc là thu hút cái sự chú ý của con và rất là thoải mái trong cái việc là tương tác với con cũng như là yêu cầu con thực hiện theo các cái yêu cầu trong lớp học của mình. Thứ hai là mặc dù lớp học online, thế nhưng mà trung tâm cũng gửi cho mình rất là nhiều các cái tài liệu và giáo trình cũng như là dụng cụ để hỗ trợ việc học của con, ví dụ như workbook, rồi flashcard, tức là các cái thẻ học và một chuỗi video clip mà được quay với cô giáo người bản ngữ. Và bây giờ thì bạn Tùng Lâm nhà mình đã không còn xem YouTube nữa, mà trong cái giờ rảnh của bạn ấy thì bạn ấy chỉ thích xem video của cô giáo thôi. Và một cái điều mình cũng rất là yên tâm đó chính là triết lý giáo dục của Bingo Leaders, tức là giáo dục là phải có sự kết hợp giữa gia đình và nhà trường. Thế nên là ngoài cái việc là song hành cùng con thì trung tâm cũng có sự song hành cùng bố mẹ bằng cách là tổ chức các cái chương trình hội thảo, các cái chuỗi đào tạo về mặt phương pháp dạy con đúng đắn và hợp lý dành cho bố mẹ. Bởi vì là rõ ràng nếu như mà chỉ là sự cố gắng từ phía các cái đơn vị giáo dục, từ phía trung tâm mà không có cái sự tương tác hỗ trợ làm nền tảng từ phía gia đình thì cái việc học của con nó khó mà trở nên toàn diện được. Và trung tâm và gia đình cũng cần phải có một cái sự đồng thuận với nhau về cái phương pháp cũng như là về cái triết lý giáo dục với con để đảm bảo rằng là con được ở trong một cái môi trường giáo dục mà nó đồng nhất nhất.